Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt các hoạt động tri ân thiết thực ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Đây cũng là đợt cao điểm giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Dịp 27 tháng 7 năm nay, hơn 5.000 bó hoa sen đã được Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng thay mới tại các phần mộ liệt sĩ thuộc 8 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Hoạt động nằm trong chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ được tổ chức đoàn duy trì nhiều năm nay. Cùng với đó, các cấp cơ sở đoàn tại địa phương cũng thường xuyên quét dọn các nghĩa trang, cũng như tổ chức các hành trình về nguồn, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu, hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Mỗi độ đến ngày thương binh liệt sĩ thì bản thân tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên thì cảm thấy là tự hào và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để cho chúng tôi cũng như tất cả người dân Việt Nam có được những ngày bình yên trong cuộc sống cũng như là hạnh phúc như ngày hôm nay. Đối với thành đoàn Đà Nẵng thì cũng thực hiện các cái chương trình hoa dâng mộ liệt sĩ, rồi số hóa địa chỉ đỏ. Bên cạnh đó thì các hoạt động xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cũng được thành đoàn triển khai thực hiện. Cùng với đó, các hoạt động tri ân người có công cũng đã được các đơn vị trực thuộc thành đoàn tích cực triển khai, như tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, trao quà cho học bổng con em thương binh liệt sĩ, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt triển khai có hiệu quả mô hình Chúng con luôn bên mẹ. Hai giờ còn quý quá, cũng mừng đó, lấy được khóa được sốc đi á. Tôi là con trong gia đình, nhưng mà thấy anh em đoàn thể đến thăm lại thì tôi rất mừng. Tôi trong là mà nếu được như thế này đó, mới mở thì khỏe lắm và mừng lắm. Không cần cái tiền của đấy, nhưng mà đến thăm mà là nhất khỏe là và vui là phải vui lắm. Mới đây, Tuổi trẻ thành phố tiếp tục khánh thành công trình số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 74 trên 86 địa chỉ đỏ di tích lịch sử văn hóa đã được gắn mã QR. Đây là minh chứng về sự nâng cao nhận thức của thanh niên thành phố đối với những giá trị truyền thống, lịch sử của dân tộc, là biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ hôm nay. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Tuổi trẻ hôm nay nguyện không ngừng rèn đức luyện tài, tiếp bước truyền thống yêu nước kiên trung, cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.